17. Làm chưa đấy? Mọi người làm đến 10 đến 20 à? 10 đến 20 à? Như tập này là 207 câu. Mới để tập này có 207 câu mà các đồng chí từ nãy giờ ngồi làm đến 20. Hơi vui tính đấy. Gì? 201 được, thôi 200 đi. Cứ để cho chẵn trang mà in cho mọi người để chẵn 4 trang thôi. Cho mọi người 7 câu vậy lấy 200 thôi. 3 giờ xong. Mà hệ thống bài tập này khác với bài tập về nhà lát giao nhá. Biết cái sau buổi nào có bài tập về nhà giao trên phần mềm ấy. Hai hệ thống bài tập khác nhau hoàn toàn luôn nhá. Mã bài tập. Mã bài tập tôi sẽ nhắn ở trong nhóm lớp và nhắn cho nhóm phụ huynh. Tôi lập, đúng rồi, tôi lập nhóm phụ huynh rồi. Mã bài tập sẽ gửi cho nhóm lớp và nhóm phụ huynh. Đấy. Phụ huynh nào mà không trong nhóm tôi sẽ gọi điện trực tiếp, tôi thông báo có bài tập. Không làm hay không làm mà không đạt yêu cầu tôi cũng gửi, tôi báo. Không tin lát tôi cho xem thử em, tôi báo từng phụ huynh một luôn. Tôi nhận xét hẳn hoi là học sinh này làm đối phó. Mà ông nào làm quá 3 lần mà vẫn chưa được 90% là tôi đã báo phụ huynh rồi. Đấy. Ông nào làm mà kiểu làm trong vỏ các thứ là tôi đã báo là làm đối phó rồi. Đấy. Nào tiếp. Có 3 chất, có thể phân biệt 3 chất chỉ bằng một thuốc thử nào sau đây. Thuốc thử gì? Nào hát. Tan và có khí. Tan không khí. Được chưa? Mg thì không phản ứng. Nhôm là tan và có khí bay ra. 3 phần 2 hydro mà. An2O3 là tan mà không có khí. Câu 18. Cặp hóa chất nào tác dụng được với nhau à? C à? Thử xem nhé. 1. Ok. 2. Ok. Kém vứt. Nhôm vứt. Sắt đặc vội vứt. 6. Hg. Hg cả 3 thằng nào đứng trước? Ai đọc lại được cái dãy hoạt động kim loại. Khi nào bạn cần may áo giáp sắt, nhớ, nhớ là gì? Sang là gì? Sang là gì đứng dậy giới thiệu cho bạn. Nhớ sang phố hỏi cửa hàng á, hàng là HG, á là AG. Được chưa? Như vậy. C. Tiếp. Câu 19. Cho các muối quỳ tím hóa đỏ. Lại nhắc lại này, cái này là làm trong chương trình của lớp 11 phần dung dịch điện ly, nhưng rất hay thi. Hai thằng này đều mạnh, trung tính. Hai thằng này mạnh, trung tính, axit mạnh, hóa đỏ. Ba giờ mạnh thì hóa xanh. Được chưa? Như vậy đáp án A. Mọi người phải nắm được cái này nhá, rất hay thi đấy. Đấy, thấy có đôi ba câu rồi đấy. Câu 20. Tại sao dùng Al2O3 nóng chảy mà không dùng AlCl3 nóng chảy? Tại sao? Clo độc. Khí clo rất độc. Chỉ cần dây ở mắt phát thì mù luôn. Được chưa? Okay. Chữ tiếp hay như nào đây? Chữ tiếp hay chờ? Chữ tiếp hay chờ? Tiếp à? Tiếp có khi tôi chữa các đồng chí không kịp đọc đề mà. Chữa chậm á? Có dùng dịch muối nhôm. Chậm mà. Kiểu như 0.2 hay 0.3x ấy. Cho cái muối này lẫn tạp chất. Có thể dùng chất nào sau đây làm sạch muối nhôm? Làm sạch thằng nào thì cho thằng đấy vào. Nhớ câu đấy nhá. Làm sạch nhôm, cho nhôm vào. Được chưa? Cứ làm sạch thằng nào thì cho thằng đấy vào. Làm sạch muối nhôm cho nhôm, làm sạch muối đồng cho đồng chẳng hạn. Được chưa? Ông cần làm sạch muối nhôm, ông cho kim loại khác vào thì lại khác thì ông vây bẩn thêm vào đúng không? Câu 22. Cho CO2 vào có hiện tượng gì xảy ra? Chắc chắn là có kết tủa. CO2 cộng nước cộng với Na ALO2 thì chắc chắn sẽ tạo ra kết tủa ALO3. Đấy. Cộng 3 chất. Có kết tủa.
Ta chỉ quan tâm là kết tủa này có tan hay không. Kết tủa này có tan hay không? Có tan trong CO2 này không này? Có tan hay không? Mọi người học nhôm rồi mà. AlOH3 có cộng với CO2 hay không? Tan. Ok. Chỉ có kết tủa nhưng không tan. Còn nếu thay CO2 này bằng HCl ấy thì nó sẽ tan. Nếu HCl dư. Câu 23. Trong các oxit, hãy cho biết chất nào chỉ phản ứng được với bazơ và chất nào cho phản ứng được với axit lẫn bazơ. Cho kết quả theo thứ tự trên. Chỉ phản ứng với bazơ là gì? An2O3 phản ứng bazơ không? Nhưng nó cũng phản ứng được với axit. Do đó An2O3 phải là chất nằm đằng sau. Đây là oxit bazơ thì không tác dụng bazơ. SO2 là oxit axit thì tác dụng bazơ. Như vậy đáp án phải là SO2 và Al2O3. Oxit axit là oxit tạo bởi phi kim và oxy và có khả năng phản ứng tạo muối khi tác dụng bazơ. Được chưa? Oxit bazơ là oxit giữa kim loại và oxy. Được chưa? Nhắc lại rất nhiều kiến thức rồi đấy. Câu 24. Hòa tan AlCO3 trong nước có hiện tượng gì xảy ra? Hòa tan cái này trong nước có hiện tượng gì xảy ra? Ai chọn câu này? Đây à? Có kết tủa, sau đó kết tủa tan trở lại. Tại sao có kết tủa? Mấy câu này toàn phải dùng kiến thức 11 mới trả lời được. Nó chẳng liên quan 12 cả. Đều là kiến thức chương 1, 11. Trong dung dịch phân ly ra Al3 cộng và Cl trừ. Đúng không? Đây là muối tan mà. Nhưng vì Al3 cộng lại là gì? Gốc của gì? Của hợp chất yếu. Nên nó không tồn tại dạng ion mà sẽ chuyển thành dạng gì? AlOH3. Có nghĩa là có phải trong nước thì sẽ có H cộng và OH trừ không? Thì cái AlOH3 cộng này sẽ lấy OH trừ của nước để trở về dạng hợp chất. Ion còn lại là H cộng và Cl trừ kết hợp với nhau để tạo ra axit. Mà axit này lại hòa tan kết tủa. Do đó là có kết tủa, sau đó kết tủa tan trở lại. C. Giải thích bằng ion của lớp 11. Chỉ có hợp chất mạnh mới phân ly hoàn toàn, tồn tại dạng ion. Còn các hợp chất điện đi yếu thì phân ly một phần và tồn tại ở cả dạng ion và phân tử. Được chưa? Nhà nha. Câu 25. Đọc đi, chọn đi. À, nhôm chỉ có thể khử các oxit kim loại đứng sau nhôm trên dãy điện thế với điều kiện kim loại ấy dễ bay hơi. Đúng nhất đấy. Nhôm chỉ có thể khử các oxit kim loại đứng sau hydro trên dãy điện thế. Phản ứng nhiệt nhôm đấy. Nhôm có thể khử tất cả các oxit kim loại. Câu C sai chắc này. Nhôm chỉ có thể khử các oxit kim loại đứng trước và sau nhôm. D sai tiếp, việc chỉ còn A hay B. Đứng sau hydro là ta chỉ mọi người phản ứng này. Al cộng Fe2O3 tạo ra Al2O3 cộng Fe. Đây người ta gọi là phản ứng nhiệt nhôm. Mà rõ ràng là sắt thì không phải là đứng sau hydro. Đúng không? Được chưa? Đây được gọi là phản ứng nhiệt nhôm và sắt thì đương nhiên là không phải kim loại đứng sau hydro rồi. Lưỡng tính có thể tác dụng axit bazơ trong bốn chất nào sau đây? Tác dụng được với gì? AlOH3 lưỡng tính có thể tác dụng được cả axit bazơ nhá. Thì chắc chắn tác dụng được thằng này. Đúng không? Gì nữa? Chắc chắn là có 2 4 rồi. Thế thì cái này bỏ. Bây giờ có tác dụng được với BaOH2 không? Có đúng không? Natri và bari đều là kim loại kiềm đóng vai trò như nhau mà kiềm kiềm thổ, chắc chắn có thằng này. Thằng này bỏ.
chỉ thêm một thằng nữa thì là ok, bốn chất thì sao? HLS3 có tác dụng với H2CO3 không? Có tác dụng không? Thì tôi chỉ quan tâm có tác dụng với thằng này không thôi. Tại sao không? Gạch đâu, tôi gạch cái này là để tôi bỏ dần đáp án cho mọi người hiểu chứ gạch gì đâu. Đúng rồi, vì nuôi ta có phương trình là CO2 không tác dụng với HLS3 đúng không? Ở cái trang bên này nè, cái phần kết tủa ấy không tan đây này, khi CO2 dư này đúng không? Mà CO2 chính là H2CO3 làm gì đúng không? Như vậy là ta chỉ có đáp án B. Chỉ dùng một chất để phân biệt ba kim loại. B. Nào H à? Nào H thì nó như nào? Thằng này có khí. Thằng này cũng có khí. Bari tác dụng với nước ra khí đâu mà. Magie thì không, thì hai thằng cùng có khí. Làm gì? Nước thì sao? Bây giờ mọi người chọn đáp án gì câu 27? Hay là dùng xóa một đáp án này 50-50? B sai chắc. Tôi đang định bảo là bỏ cho mọi người đáp án B, xóa một đáp án. Hay gấp đôi điểm đi. Bản gì mọi người chọn nó có giải thích phải lắm, kiểu như gian đung với nhau, chọn nó có giải thích, đọc nhanh thì mọi người chưa nghĩ thì đọc nhanh và trả lời. Sao bạn gì tại sao à tác dụng với nước gì nữa? Nhôm, đây là nhôm thôi, ta chỉ xét nó là nhôm chứ không xét Al2O3. Magie không kết tủa em. Yeah. Huy ơi. Xử lý em. Cho nước vào, bari tác dụng với nước. Nhôm và magie không. Và bari tác dụng với nước tạo ra BaOH2 đúng không? Lấy thằng bazơ này đổ vào hai cái kim loại còn lại. Thằng nào tan thì đấy là nhôm. Nhôm không tác dụng với nước nhưng tan trong ba dơ mà đúng không? Al cộng NaOH đúng vậy, ra NaLO2 đúng chưa? Như vậy là nước thì bari tác dụng tạo ba dơ xong mới đổ vào hai cái lọ có hai kim loại còn lại. Thằng nào tan thì đấy là nhôm. Mình giải thích được em ơi, tôi thấy chưa, mình thấy có được chưa? Làm đi. Hiểu tự biết là cho hiểu nhá, nghe thì hay nhưng đến lúc hỏi lại chẳng biết cái gì. Câu 29 28 chỉ dùng một hóa chất làm thuốc thử, hãy phân biệt các chất sau. Lại bốn chất thôi, tôi nhìn thấy đáp án rồi. Cái gì nhỉ, cái này thì dùng giống nhau thế, mình chọn sai. 28 chọn gì em? Là chịu quyết thắng, có ít thôi. Câu 28 Tiến. Rồi. Cứ cúi gằm xuống đi. Ngẩng mặt lên, tự tin phe cá tính. Tự tin chọn à? Giải thích cho em. Cho BaOH2 vào. Không phản ứng. Có kết tủa sau tan nếu thằng này dư. Chỉ có kết tủa. Như vậy thằng này chỉ kết tủa, thằng này kết tủa sau tan, nhận ra được hai thằng này. Còn hai thằng này thì sao? Hai thằng không phản ứng thì làm gì có hiện tượng gì? Em đang dùng BaOH2 mà đúng không? Thì đây, cái này có kết tủa CO2, cái này kết tủa sau tan, hai này không phản ứng. Làm cách nào để nhận hai thằng đấy? Bây giờ ta đang còn hai thằng này chưa nhận được thì em làm cách nào?
gấp 3 lần thì cộng natri làm sao được? Muối cộng bazơ thì phải ra muối mới, bazơ mới và phải có kết tủa. AlOH3 và NaCl không phản ứng với nhau. Nếu ta dùng Na2CO3 thì sao? Cái này là Tấn dùng nhá, Lê Tấn nhá. Dùng Na2CO3 này. Không phản ứng. Kết tủa trắng CaCO3 đúng không? AlCO3 là kết tủa Al2CO3 3 lần là gì? Muối không bền, bị thủy phân thành khí và kết tủa. CuCO3 này cũng không bền, bị thủy phân thành khí và kết tủa. Nhưng cái này là CuH2 màu xanh, cái này AlOH3 màu trắng. Được chưa? B. Cái phần này dùng rất nhiều cái phản ứng à, cái tính chất hóa học của lớp 11 chương dung dịch điện ly điện phân. Nhớ nhá, đây là thủy phân của muối không bền nhá. Al2CO3 3 lần, hai thằng đều yếu mà đúng không? Thì tạo ra CO2 và AlOH3. Tương tự cho thằng này, nhưng mà kết tủa đồng là màu xanh mà đúng không? Kết tủa đồng mới học 35 mà ông bảo ông không nhớ. Rồi kết tủa màu trắng, dung dịch keo trắng. Học lý thuyết. Câu 29. Nhiều mỏi mồm quá. Câu 29. Cho natri là 1 này, hoặc NH3 là 2 và muối sunfat kim loại A. Một tạo kết tủa sau tan. Đọc là biết rồi. Tại sao? Natri cho vào nước là bazơ. Bazơ này là bazơ mạnh. Gặp cái muối của kim loại A tạo kết tủa sau tan. Kết tủa sau tan phải là AlOH3 tan ra đúng không? Nhưng NH3 là một bazơ yếu. Bazơ yếu thì không hòa tan được kết tủa AlOH3. Có nghĩa là NH3 thì cộng với AlOH3 không phản ứng. Đấy. Khi học về nhôm là bọn em chắc chắn phải biết được cái chất này. AlOH3 không tan trong bazơ yếu. Được chưa? Cũng giống như nó không tác dụng CO2 là axit yếu ấy. Được chưa? Còn đâu nên bảo là nhắc đến cái này mà bảo kết tủa tan một thằng là không tan thì biết ngay là phải nhôm. Được chưa? Ghi vào đi. Không tan trong axit yếu, à bazơ yếu. Tự mọi người ghi vào. Được chưa? Câu 30. Dạng ra đề giống hệt, xem nó khác nhau gì không? Muối nitrat của kim loại A, một tạo kết tủa, còn hai tạo kết tủa sau đó tan, tạo dung dịch trong suốt. Thế A là kim loại nào? Đấy, con này cũng là con khó. Tất cả những câu mình vừa làm đều liên quan kiến thức lớp 11. Toàn bộ là kiến thức lớp 11 giải thích. Nếu mọi người chọn nhôm sai luôn. Vì hai vị trí này đang đảo nhau. Natri thì tạo kết tủa, còn NH3 lại kết tủa sau tan. Có phải là ngược hoàn toàn với câu 29 không? Nên ai thành thói quen không đọc kỹ chọn nhôm sai. Nhôm là thằng này này, tạo kết tủa sau tan, còn thằng này không, chỉ tạo kết tủa. Nhưng bây giờ lại bảo là hai thằng này đảo nhau thì thằng nào? Đồng à? À tạo kết tủa sau tan. Đọc kỹ và chọn. Trường đọc kỹ làm đi. Nhớ là nhôm và kẽm đều là lưỡng tính nhá. Nhôm và kẽm đều là lưỡng tính, tính chất là nhau đấy. Cái này liên quan đến lý thuyết là phản ứng tạo phức. Lại gợi ý tiếp cho mọi người. NH3 thì có phản ứng tạo phức. Chất nào tạo phức? Trong ở chương nitơ phốt pho chương 5. Chất nào tạo phức? Có 3 kim loại tạo phức. Có
có 3 kim loại tạo phức: đồng, bạc và kẽm đều tạo phức. Ta ví dụ AgNO3 cộng NH3 thì ra AgOH là kết tủa, được chưa? Mà AgOH tạo phức thì sẽ ra chất như này, AgNH3 hai lần OH. Đấy, đây là phức bạc. Phức đồng tương tự sẽ là CuNH3 4 lần OH hai lần. Phức kẽm tương tự phức đồng. Ba chất bạc, đồng, kẽm đều tạo phức. Đấy, tiếp tục ai chọn nữa? Kiến thức của lớp 11 mà. Ngồi im như tít này, chữa chán đấy này. Tôi đồng ý ạ. Sau đó tan tạo dung dịch trong suốt. Bây giờ còn màu dung dịch nữa. Tạo dung dịch trong suốt. Chọn đi. Phức đồng màu xanh. C nha, chọn đi. Xong chưa? Chán chữa lắm rồi. Thì xem có bài tập không nào. Chữ nó kín mít quá. Rồi, chọn đại câu 40 xem mà. Cân bằng em mà. Đã mỏi mồm thì chớ lại còn nhìn thấy cái trang sau nó toàn chữ là chữ. Từ 40 đi. Câu nào không chữa có nghĩa là mặc định mọi người về làm. 40 cân bằng. Ai cân bằng được nhanh? Không. Viết tắt là 3 thôi nhá, đỡ phải dương mới âm. 5. Đây là mấy? 3 tiếp âm 3 đấy, cái này thì phải ghi âm 3, này dương vào cho rõ đấy. Tỷ lệ là mấy đây? 38. 8 này. 8 này đúng không? 3 này, 8 3 24, 24 với 6 là 30, 30 này. Đúng không? 30 đây mà trừ đi 12 còn 18, 18 chia đôi là 9 này đúng không? Các chất trong hoàn hợp lần lượt là 839D. Đếm lại oxy mà xem. Sợ sai thì đếm lại oxy mà kiểm tra. Câu 43, việc tôi công ngắn tôi đọc tôi chữa. Bản chất của phản ứng nhôm với dung dịch kiềm là 43 đã nói rồi, ai chọn lại được? 43 44 làm luôn đấy nhá. Bốn ba là gì? D á? À? D sai. Bản chất của nhôm tác dụng với dung dịch kiềm chính là Al2O3 cộng với NaOH. Sau đó nó mất cái lớp này rồi thì nhôm mới tác dụng với nước đúng không? Đúng chưa? Như Al2O3 chính là gì? Al3 cộng tác dụng với OH trừ. Đúng chưa? B. Mọi người chọn D là bị nhầm đấy. Bản chất đầu tiên chính là cái oxit nhôm tác dụng NaOH chứ không phải là nhôm tác dụng NaOH. Có cần dở lại lý thuyết cho xem không? Ta vừa ghi ở đâu nhỉ? Đây. Màng nhôm bị phá hủy trong điều kiện dung dịch kiềm đúng không? Al3 cộng tác dụng trước rồi mới đến cái thì nhôm tác dụng nước mà, đúng không? Đấy. Câu 44 lại cân bằng. Rồi, cân bằng để cho tự làm đi. Câu 46. Sản xuất nhôm dùng chất gì? Cryolit. Công thức là gì? Đây là phèn chua đúng không? Đúng chưa? Na3 ALF6. Nó có giống thằng này không? Nó có giống thằng này không? Không. Nó là hỗn hợp của hai muối này giống như cái phèn chua này này. Viết đầy đủ là 24 nước mà đúng không? Nó viết gọn lại 12 nước thì cái này đang viết gọn lại mà viết tách ra là ba cái hai mối này còn gì đúng không? B, C đều đúng. Mục đích sử dụng cryolit dùng để làm gì? Đâu, nhiệt độ đâu? Hạ nhiệt độ nóng chảy này. Đúng không? Để tiết kiệm năng lượng tạo chất lỏng có độ dẫn điện tốt hơn này.
Đấy, có giật điện này, xem cái bên kia có gì không đã. D kìa, nó đầy đủ nhất kìa, được chưa? Hạ nhiệt độ này, tạo chất lỏng có độ dẫn điện tốt này, bảo vệ hỗn hợp vân vân này. Đèn nhôm kali công thức. Đây đúng không? Đèn chua mà 24 nước mà đúng không? Còn biết gộp lại là 12 nước gì? Được chưa? Nêu hiện tượng khi cho NH3 vào AlCl3. Nhìn thấy chất này chưa? Chỉ tạo kết tủa nhưng không hòa tan đúng không? Đúng chưa? Còn nếu thay bằng NaOH thì mới hòa tan kết tủa gì? Như vậy phải là gì? Tạo kết tủa dạng keo trắng không tan. Vì đây là ba giờ yếu không hòa tan kết tủa. Câu 50. Nhìn thấy chữ nhôm cả thủy ngân là tôi biết phải chọn đáp án gì rồi. Hỗn hống, đúng không? Vừa bảo mọi người từ hơi khó đọc mà, hỗn hống. Được chưa? Nhẹ nhàng 50 câu. Còn 4 5 câu trang này dài dài để đọc nhá. Ha, chữa luôn. Tôi xin người à? Tôi xin người cứ gian dối à? Hả, thanh niên Tấn, thích hát với tôi à?